nhân bốn mùa là chữ bình an, tám tiết hưng long thịnh vượng, lộc tài quảng tiến, công việc hanh thông, thỉnh cô về cháo sen bát bảo minh trung, cô giải vận giải hạn viên hung thành cát đổi họa ra tường, họ Nguyễn được nghĩ sở cầu mà trăm họ có mặt ngày hôm nay đều được lòng tâm sở nguyện nha.